Thế ông cho con hỏi thế, từ trước đến giờ đã có một thanh niên nào hoặc là một một anh chàng nào đấy có đến đã để xin học việc hoặc là xin để ông truyền nghề đó chưa? Từ đợt ông làm cái nghề này đến giờ. Tự đến đây chắc có thể nhìn không ai nào về hội mà họ không biết là thế nào. Mình muốn dạy mấy thanh niên đấy, nó về làm cùng mình nhưng mà lại nó không thí là, nó đi làm cái việc khác, đi chỗ khác, đi làm nghề là họ Thế là thanh niên là không 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 muốn theo cái nghề này nữa. đi làm thuê hay là đi làm ăn. Nhưng mà bây giờ ông biết không, bây giờ là cái nghề này, cái nghề rèn này, người dân trên toàn quốc người ta rất thích dùng dao của người Mông ấy. Cái đấy thì là ở chợ đấy, chợ Hán Lô này nó đầy nhưng mà người ta bảo là một cái 6-7 chỗ người ta ôi giời không mua đâu đấy. Cái này đá thì mình đến được mấy cha thì cũng mua bảo thế, mình thiếu gì là đi lấy chợ, bảo là ôi cái kia lại nó dễ không thôi, lấy không làm được cái gì thì không lấy. À thế à. Đó nhá các bạn nhá, vừa rồi là đấy là chia sẻ của bác Tho làm dao nghề truyền thống ở trên vùng Cao Sơn La này. Thì bây giờ các thanh niên bản là không 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 yêu cái nghề này nữa rồi. Thì bây giờ chỉ còn một thời gian nữa thôi là cái nghề này nó sẽ mai một đi. Chắc chắn là cũng sẽ có thanh niên học nhưng mà nó số lượng rất là ít. Ở các tỉnh khác cũng vậy thôi. Số lượng rất là ít để theo cái nghề này. Là cái này thì phải mỗi 2 năm thì mới làm được chắc chắn. Lúc họ thì lại không biết tôi là không biết cái thế gì lại nó tốt hay là tôi kiểu gì, không phải là tôi kiểu đó nhá, phải xem cái thế của nó đấy. Thì tôi cái gì này, tôi mầm này, tôi nứa xuôi nứa lán là tôi cây chuối cái gì, cái này thì theo cái thiết thôi, không phải là thiết nào mình cứ tôi thế là không được đâu nhá các bạn. Cảm ơn bác đã chia sẻ cái kinh nghiệm nhé, cho mọi người cùng được biết. Bây giờ cháu sẽ sang bên một cái lò rèn khác ở khu vực này để họ hỏi xem có cái ai đã từng đi 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 yêu yêu nghề hoặc xin đi học chưa. Cảm ơn bác nhé.